Hi, xin chào các bạn, lại quay lại với kênh của Daravin Dây đan Việt. Thì mình là Vinh đây. Hôm nay trên tay mình sẽ là mẫu dây Thunder phiên bản cao cấp nhất, đó chính là mẫu dây Thunder bản 50. Thì ở bản 50 này thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn, đó chính là tải trọng là 3 tấn hoặc là 5 tấn. Thì trước mặt của mình đây là bản tải trọng là 5 tấn. Thì các bạn có thể lựa chọn 3 tấn tùy theo cái mục đích và nhu cầu sử dụng của bên mình. Thì vẫn là thứ nhất là mẫu dây thằng hàng Thunder của Daravin thì được tất cả những cái công đoạn như là tay cầm Thunder và móc đều được mạ rơm để tăng tính kháng mài mòn cho trong quá trình mình sử dụng. Thứ hai nữa là cốc và trục xoay được thiết kế và CNC khá tốt để tránh cho cái việc các bạn trong quá trình thao tác chọc mở có thể bị kẹt. Mình có đã từng làm qua một cái video là cách nhận biết những mẫu dây chặt hàng Thunder chất lượng. Trong đó mình có nói rất nhiều về nếu các bạn lựa chọn những mẫu dây Thunder kém chất lượng thì đầu tiên là đầu tăng nó sẽ khá là khó trong quá trình các bạn gặp mở, hoặc gặp mở một thời gian các bạn sẽ cảm thấy rằng nó bị kẹt. Vì thế khi các bạn mua hàng thì các bạn nên tìm những đơn vị uy tín và những thương hiệu uy tín để mua, để tránh trong quá trình các bạn thao tác gặp những cái hư hỏng, những cái khó khăn đó. Thì các bạn có thể xem lại video đó, mình sẽ để dưới cả đường link cho các bạn xem lại. Thì đây, quay lại với mẫu dây Thunder của bên mình. Thì mẫu dây Thunder này thì các bạn có thể gặp mở liên tục rất là nhiều lần. Và hai nữa là bên mình đã có thiết kế để chống kẹt khóa. Sẽ có hai phần. Thì với mẫu dây chằng hàng Thunder bản 50 này, bên mình chỉ có một lựa chọn về chiều dài dây, đó chính là 10m hoặc là 8m. Nó phù hợp cho các bạn việc ràng hàng hóa trên trong công nghiệp, như là trên xe tải, xe container, thì các bạn số mét đó là số mét khá phù hợp cho các bạn sử dụng. Đây là mẫu dây, các bạn có thể xem qua từ móc cho đến phần đầu dây đều được mạ rơm để tăng chỉ số kháng mài mòn. Thì cái chỉ số kháng mài mòn đó bên mình chắc chắn là mình sẽ có làm một cái video clip giải thích kỹ hơn về cái vấn đề này. Đây, dây thì bên mình sẽ lựa chọn dây 100% polyester cho độ dẻo dai, độ bền hơn so với dạng poly thông thường. Các bạn thấy từ đường may đến mọi thứ. Thì bên mình hiện tại những cái mẫu dây mới bây giờ bên mình sẽ may thêm cho khách hàng một cái gọi là dây bungee. Thì dây bungee này có tác dụng là giúp các bạn có thể khi các bạn có thể xài xong, các bạn có thể là buộc những cái cuộn dây này lại một cách gọn gàng hơn, tiện cho cái việc các bạn cất giữ không sợ bị thất lạc. Thì đây là phần review sản phẩm dây Thunder bản 50mm tải 3 tấn hoặc 5 tấn của Daravin. Thì các bạn nếu các bạn thấy hay hoặc là muốn mình review thêm một chút gì sản phẩm nào đó của Daravin thì các bạn hãy comment bên dưới nhé, hoặc là bấm chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất đến từ bên mình. Xin chào các bạn.